Chào các bạn. Trong gara mình đây đang là một chiếc Ford Explorer. Thì con xe này đang chuẩn bị lên đèn. Tại vì cái đèn Vin của nó cái độ sáng không chưa đủ độ sáng để bác chủ đi mọi cung đường. Nên là các bác chủ quyết định lên một cái bộ đèn đang là cái cấu hình Omega, cấu hình bi laser. Thì cái đèn đây là cái đèn Vin, mình đã tháo mặt đèn ra. Thì các bạn để ý là cái phần chóa đèn của cái đèn con Ford Explorer này nó rất là nhỏ nha các bạn. Đây, bên này là bên pha, thì pha nó đang là halogen. Còn bên này là bên cốt thì đang là cốt xài bóng led nha các bạn. Đó, thì cái chóa đèn Vin của nó rất là nhỏ nên là việc nếu mà các bạn độ độ bi vào cái vị trí cốt hoặc pha thì cái việc độ rất là khó. Đó. Các bạn để ý này. Cực kỳ khó nếu mà các bạn không sử dụng bát nha các bạn. Nếu thường 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 các bạn độ bi trực tiếp trên cái chóa này không sử dụng bát thì các bạn phải cắt quét rất là nhiều cái phần chóa zin các bạn mới đặt được quả bi, mà đặt bi vào thì cái vị trí cố định cũng rất là khó đó. Nên là mình sử dụng cái bộ bát zin đây các bạn đấy. Cái này là bát dành riêng cho dòng xe Ford Explorer nha các bạn. Nó có bát này và thêm cả cái chụp CD. Chụp CD. Thì cái bát và cái bộ chụp CD dành cho dòng xe Ford Explorer này thì cái việc độ bi nó sẽ đơn giản hơn. Đó. Cái bộ bát thì dành cho xe này cái chi phí cũng khá là cao. Nên là nếu mà các bạn làm một lần thì mình nghĩ là các bạn nên chọn một cái cấu hình cái độ sáng nó tối ưu nhất, thì các bạn đỡ tốn chi phí làm đi làm lại nhiều lần, và cái đèn zin của nó cũng đang là đèn keo keo chết các bạn để ý này. Đó, việc ra vào cái keo này cũng tốn rất là nhiều thời gian đó. Nên là các bạn khi nếu mà đã lên cái đèn dành cho dòng xe Ford Explorer này, các bạn một là gara thì tư vấn cái cấu hình cao cấp ok nhất dành cho dòng xe Ford Explorer. Đây các bạn, cái đèn sau khi độ thì cái độ hoàn thiện đây, nó có một cái chụp si, thì các bạn nhìn thấy là cái chụp si này zin gần như, nếu mà các bạn nhìn nếu không để ý thì nó gần như là zin hoàn toàn đó. Thì cái mẫu chụp si này dành riêng cho dòng Ford XL, nên là khi lắp đặt thì nó không có thay đổi về kết cấu của xe đó. Cái thẩm mỹ đầu tiên là các bạn nhìn thấy là cái bộ đèn nó rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ bật cốt và pha cho các bạn coi về cái độ sáng của dòng bi laser này. Đây là chế độ cốt, thì các bạn thấy là cái ánh sáng cốt của nó cái độ động ánh sáng và cái cường độ sáng nó rất là chảy, rất là đều. Đó, các bạn nhìn thấy cái ánh sáng nó không, nó tập trung đó. Đây này, cái vùng ánh sáng ở khu vực này nó rất là đều đó. Đặc biệt thì cái vị trí ngay tâm này nó sẽ có một cái điểm tâm laser, nếu mà khi mà các bạn pha lên thì cái tâm laser này nó phủ tập trung ở giữa và đi rất là xa. Đó, bây giờ mình sẽ đá pha lên cho các bạn coi. Đấy, đây là pha này. Pha thì các bạn đẩy kỹ là ở giữa hai bên nó sẽ có một cái tâm tròn, thì cái tâm tâm đá pha này nó đi rất là xa. Thì đối với dòng dòng bi laser mà tâm mà có pha pha laser như thế này thì nó sẽ đi được chiếu sáng được tầm 200 m. Nếu mà các bạn đi tốc độ cao mà đá pha như thế này thì rất là nhìn rất là rõ và xa.